Mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục mẹo vặt về sức khỏe trên website tế vn Bồi bổ sức khỏe cho cậu nhỏ. Nam giới luôn nở thế cầm chịch trong mọi trận đấu. Thế nhưng có nhiều khi các ông lại gác súng đầu hàng vì sức khỏe, vì công việc và quan trọng nhất là vì cậu nhỏ bất hợp tác. Đông y có những món ăn bài thuốc hiệu quả sau giúp quý ông cải thiện điều đó. 1. Thịt bò xào hành tây và bơ. Thịt bò 250g, bơ 25g, khởi tử 15g, hành tây 1 củ, cà rốt 1 củ, khoai tây 1 củ. Thái thịt thành từng miếng vuông khoảng 3 đến 4 cm. Rắc muối, hồ tiêu lên thịt đảo đều. Cho bơ vào xong, đun nóng xào thịt cho ngả màu, rồi cho hành vào xào. Tiếp theo cho khởi tử vào và đổ 400ml nước đun sôi cuối cùng cho cà rốt khoai tây vào đun khoảng 2 giờ đồng hồ. Trước khi bắc nồi xuống khoảng 20 phút cho một thìa bột vào để nước xào sền sệt là được. Ăn trong bữa cơm, tác dụng, trị thanh niên thận suy, tóc bạc sớm, liệt dương di tinh, phụ nữ lãnh cảm, trẻ em chậm lớn, người già suy giảm sức lực. 2. Tôm càng, hải sâm xào nấm đông cô. Tôm càng 100 g hải sâm ngâm nở 200 g trứng gà hai quả, nấm đông cô 30 g măng tây, thịt gà luộc xé nhỏ, bột mì, nước luộc gà, rượu trắng, dầu mè, hành, gừng, muối, tiêu vừa đủ. Hải sâm trần qua nước sôi, lấy trứng gà đánh đều với bột mì và ít nước, nấm, măng trần qua nước sôi. Để ráo nước, xé nhỏ trộn đều với thịt gà, ướp với rượu, muối, gừng, hành, tiêu, tôm rửa sạch lột bỏ, cắt khúc trộn với bột trứng đã đánh, chiên tôm tẩm bột với dầu mè, có thể thêm ít mỡ gà. Sau đó cho tất cả vào nồi, nấu với nước luộc gà. Hai ngày ăn một lần, hoặc cách ngày. Ăn liên tục 2 tuần là một liệu trình. 3. Rượu nhân sâm. Nhân sâm 24 g Thục địa 15 g Kỷ tử 15 g Dâm dương hoặc 9 g Viễn Trí 9g, Đinh Hương 9g, Trầm Hương 3g, Bạch Tật Lê 9g, Lệ Chi Nhục 7g, rượu trắng 1 lít. Các vị thuốc thái vụn ngâm với rượu trong bình kín, sau chừng 7 đến 10 ngày là có thể dùng được. Công dụng, bổ thận tráng dương, sinh tinh dưỡng huyết, ích khí định thần, làm đen dâu tóc và kéo dài tuổi thọ. Cách dùng, uống mỗi ngày một chén nhỏ, uống nhấp môi từ từ từng ít một. Nói như cổ nhân là, phải uống nghìn lần mới hết một chén rượu, thiên khẩu nhất bôi. 4. Sò huyết sau nuôi. Nuôi 100g, sò huyết 100g, cà chua, nấm dơm, hành tây, gia vị đủ dùng. Nuôi luộc chín tới, ngâm nước lạnh vớt ra trộn với một ít dầu ăn cho nuôi đỡ dính. Thịt sò huyết sốt cùng với cà chua, tỏi, hành tây, cà chua, nấm dơm thái nhỏ, phi thơm tỏi, rồi đổ tất cả các thứ trên đun nhỏ lửa cho thêm nước đến khi hỗn hợp hơi dệt thì cho giò so huyết vào đảo cùng. Nên ăn món này lúc nóng. Bác sĩ, Minh Sơn, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.